Rồi, chúng ta tiếp tục với các cái bài tập trong Unit 1 các bạn nha. Chúng ta vẫn đang làm một số bài tập trong Unit 1 của sách giáo khoa mới, chương trình tiếng Anh lớp 7 đó. Thì cái bài tập số 1 thầy đã giúp các bạn làm xong rồi. Liên quan đến cái bài tập số 1 của phần từ vựng và ngữ pháp á, phần Vocabulary and Grammar á, thì sang bài tập số 2 này, chúng ta lại tiếp tục gặp lại những cái động từ, những cái danh từ, những cái danh từ ở cái bài tập số 1. Đó, các bạn nha. Đây này, những cái danh từ ở bài tập số 1 mà hôm trong video trước thầy đã giúp các bạn giải rồi nè. Đó, những danh từ này: judo, television, swimming, stamps, radio, vân vân. Đó là tất cả, đây là những cái danh từ ở cái bài tập số 1 mà thầy đã giải cái ô chữ này cho các bạn rồi đó. Rồi, vậy thì trong bài tập số 2 này á, người ta đề nghị mình làm complete the table with the words from 1. Hoàn thành cái bảng với những cái chữ trong cái bài tập số 1. Đây các bạn ơi, cái bảng này bao gồm có những cái động từ này các bạn này. Đây là những cái động từ này. Tí thầy giải thích những động từ này. Vậy thì những động từ này nó đi với những cái danh từ nào để nó tạo nên một cái cụm từ có nghĩa. Rồi sau đó thêm vào ít nhất 2 chữ mỗi cái danh sách. Ví dụ như chữ go này á, thì các bạn phải thêm vào ít nhất 2 chữ nữa. Các bạn nha, nhớ thêm vào ít nhất 2 chữ nữa. Thực ra một chữ cũng được, hai chữ cũng được các bạn ơi. Tùy. Chứ chúng ta có thì chúng ta mới điền được hết chứ, đúng không? Nhưng nó giới hạn trong những cái từ trong bài tập số 1 thôi. Thì người ta đề nghị mình là sau đó thêm vào ít nhất 2 chữ cho mỗi cái danh sách. Đó, mỗi danh sách. Đây. Ví dụ như thế này. Cái chữ go này á, thì trong số những cái danh từ này, cái chữ go này nó sẽ đi với những danh từ nào phía sau đây. Đây. Vậy thì câu này á, chúng ta sẽ có từ danh từ cycling. Đó là gì? Go cycling là đi đạp xe đạp á, hay là go swimming là gì? Đi bơi. Đó các bạn nha. Vậy thôi. Vậy thì từ câu này chúng ta ghép được thêm hai danh từ này, tạo thành hai cụm: go cycling, đạp xe đạp đi chơi; go swimming, bơi lội, đi bơi lội. Chữ play, play là chơi, thì chúng ta ghép được chữ football. Football, play football là gì? Play football là chơi bóng đá, đi chơi bóng đá đó. Ok. Từ watch, watch chúng ta sẽ có ghép được chữ gì? Watch television. Đó. Watch television là xem TV, xem truyền hình, xem TV. Từ thứ tư, listen to. Listen to gì? Nghe cái gì? Nghe radio. Radio. Đó. Listen to radio là nghe, nghe đài radio đó các bạn. Take. Take là dễ rồi. Take photo. Đó là gì? Chụp ảnh các bạn. Take photos là chụp ảnh. Do, do gì? Do judo hoặc là do aerobics. Đó, do judo là tập cái môn võ judo, judo đó các bạn. Hay là do aerobics là tập cái thể dục aerobic á. Đó. Và collect. Collect này là gì? Sưu tập cái gì? Sưu tập sách này, books. Hay là sưu tập những con tem này, stamps. Hay là sưu tập những bức ảnh này, photos. Đó, được hết. Collect books là sưu tập những cuốn sách. Collect stamps là sưu tập những con tem. Collect photos là sưu tập những bức ảnh. Read, read này chúng ta có từ books, đúng không? Là gì? Read books là đọc sách. Đọc sách, đúng không? Đó, như vậy cái bài tập số 2 này, tất cả những cái danh từ này, này, tất cả những danh từ của bài tập số 1 này là chúng ta đã được điền vào trong bài tập số 2 hết rồi.
Đó, các bạn nha. Ok. Như vậy bài tập số 2 chúng ta dừng tới đây thôi. Hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta đến với bài tập số 3.